Để cho mình đi vào bài số 2, cũng là bài cuối cùng trong cái chuyên đề khoảng cách của thầy. Nếu như bài 1 đó là bài toán gốc, bài 2 đổi điểm theo song song, bài 3 đổi điểm theo cắt nhau, bài 4 khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, nhưng nó chỉ là những bài cơ bản. Ở đó mặt phẳng phụ coi như là có rồi. Thế thì hôm trước ở cái bài cuối cùng, thầy đã mở ra một cái gợi ý mới, đó là nếu mặt phẳng phụ chưa có thì ta dựng mặt phẳng phụ nó như thế nào. Thế thì để nói về cái ý tưởng đó, thầy trò mình sẽ đi vào bài đầu tiên trong khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, phần số 2 này. Thầy trò mình đi vào bài đầu tiên. Cho hình chóp SABC có SA một góc bị đáy, tam giác ABC đều cạnh bằng A, SC bằng 2A. Tính khoảng cách từ AB cho đến SC. Thế thì để tính được khoảng cách này thì thầy trò mình cùng tìm hiểu nó như sau. Ở đây thầy thấy, đầu tiên thầy sẽ tiến hành vẽ hình. Đấy là tam giác. Nét đầu tiên là nét đất sổ xuống 3 ô. Và đây là SC này. S này, A này, B này, C này. SA một góc bị đáy. SB và SC. S. Đáy là hình tam giác đều cạnh bằng A. SC bằng 2A. Tính khoảng cách từ AB cho đến SC. Để tính khoảng cách từ AB cho đến SC thì đầu tiên chúng ta phải dựng một cái mặt phẳng phụ. Vậy thì đầu tiên thầy nghĩ cái gì ở đây? AB cho đến SC. Thế thì AB thực tế nó là một cái cạnh đáy. SC nó là cạnh bên. Bao giờ thầy cũng dựng một cái mặt phẳng đi qua cạnh bên và song song với cạnh đáy. Mà để dựng một cái mặt phẳng đi qua cạnh bên song song với cạnh đáy thì thầy sẽ làm như sau. Ở đây thì SC cắt đáy tại một điểm thì ở đây nó là C. Từ cái giao điểm này thầy sẽ mở rộng sao cho nó song song với cả AB. Và ở đây thầy mở rộng song song với AB. Thế thì khi mở rộng như thế này rồi, thực tế thầy đã thu được một cái mặt phẳng P đi qua SC song song với AB. Tuy nhiên mặt phẳng này thì nó hở. Đấy, mà hở như thế này thì chúng ta không tính toán được. Thế nên thầy rất là mơ ước đó là thầy có thể khép kín cái mặt phẳng này tạo thành một cái tam giác gì đấy. Thế thì khép kín ở đây có rất nhiều cách. Tuy nhiên thầy thường làm cái cách đó là thầy sẽ vẽ song song với cả BC để tạo ra một cái tứ giác nó đẹp. Thì ở đây thầy sẽ vẽ song song với cả BC. Thì thầy vẽ song song với BC này. Thì khi em mở rộng ra, tứ giác của em nó sẽ là đẹp. Và em kéo xuống. Kéo xuống. Và khi kéo xuống như thế này thì thầy tạo ra được một cái tứ giác. Ở đó SA là nét đứt và AC là nét đứt. Thì em vẽ lại cái nét này cho thầy. Cái điểm này thầy gọi là điểm D. Và lúc này thầy dựng được cái một cái mặt phẳng đó là SCD. Là cái mặt phẳng theo thầy trò mình đó là mặt phẳng phụ đi qua SC và song song với AB. Và trên AB thì thầy chọn lấy một điểm. Cụ thể ở đây thầy chọn lấy điểm A. Vậy thì khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau nó quy về khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng SCD. Ở đây thì khi mở rộng thầy đã tạo thành một tứ giác, nó là hình thoi. Bởi vì thực ra tam giác của thầy là tam giác đều này. A, B, C. Khi thầy mở rộng ra song song với AB, thế khi thầy kéo dài như thế này. Đấy. Thế thì cạnh này song song cạnh này song song cạnh này. Mà hai cạnh này thì này bằng nhau. Và cái tứ giác này thực tế nó là hình thoi. Mà nếu là hình thoi thì chúng ta kẻ đường phụ nó như sau. Vậy đầu tiên thầy sẽ trình bày lại cái bước đó là bước kẻ mặt phẳng phụ. Còn những cái bước khác thì em sẽ tự làm. Thế thì ở đây thầy có cái bước đầu tiên đó là thầy kẻ CD song song với AB. Đấy. AD sẽ song song với BC. Vậy thì sau khi kẻ thì thầy suy ra đó là tứ giác ABCD sẽ là hình thoi.
Thế nếu tứ giác này là hình thoi thì thầy thấy được rằng AB thì lại song song với CD, mà CD thì lại nằm trên SCD. Vậy thầy suy ra AB song song với SCD. Thầy muốn lấy một điểm AB, A nằm trên AB. Vậy khi đó khoảng cách từ AB đến SC chính bằng khoảng cách từ điểm A cho đến SCD. Và thầy quy khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau về khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng. Và khoảng cách này của thầy nó sẽ làm như sau. Ở chấm thứ hai, thầy đi tính khoảng cách từ A cho đến SCD. Thế thì khoảng cách này thì thầy cho mình học rồi và thầy không muốn trình bày lại nữa. Mà ở đây thầy chỉ nêu ra cái hướng thôi. Thứ nhất đó là tam giác ACD của thầy thì góc này bằng 60 độ và góc này cũng bằng 60 độ. Vậy đấy, đây không phải là tam giác vuông. Bài này chúng ta sẽ kể theo bài toán gốc 1. Nghĩa là ở đây thầy sẽ kéo dài ra một điểm, kẻ AI vuông góc với BC và AH vuông góc với SI. Đây là vuông góc vì đây là tam giác đều. Và AH của thầy chính là khoảng cách cần tìm. Vậy khoảng cách từ A tới SCD thì bước đầu tiên chúng ta kẻ đường phụ là kẻ AI vuông góc với CD và AH vuông góc với SI. Bước tiếp theo thì dĩ nhiên là thầy không làm rồi. Bởi bước chứng minh vuông góc này thầy trình bày rất là nhiều lần. Thế nếu em không chứng minh được vuông góc ở đây, em xem lại video đầu tiên quan hệ vuông góc phần 1 nhá. Thế ở đây thì thầy thấy được rằng là chúng ta phải chứng minh AH vuông góc với SCD. Khi chứng minh được thì mình được quyền suy ra đó là khoảng cách từ A tới SCD nó chính là bằng đoạn AH. Thế cái bước chứng minh này thì em phải chứng minh cho thầy. Và bây giờ thầy đi tính AH. Tính AH thì mình sẽ xét tam giác SAI vuông tại A. Thì ở đây mình sẽ có 1 trên AH bình bằng 1 trên AI bình cộng 1 trên AS bình. AI là đường cao của một tam giác đều. Mà cạnh này bằng A thì AI nó bằng A căn 3 trên 2. Cạnh này bằng 2A, cạnh này bằng A. Mà tam giác này thì là tam giác vuông. Bình phương là 4, 4 trừ 1 bằng 3, với cạnh này bằng A căn 3. Cạnh này biết. Vậy thì thầy có như sau. 1 trên AI bình thì bằng 4 trên 3A bình cộng với 1 trên 3A bình. Vậy bằng 5 trên 3A bình. Em nghịch đảo và lấy căn thì thầy tương đương. AH của thầy cho mình bằng A căn 3 trên căn 5. Thế thì AH biết rồi thì khoảng cách từ A biết. Mà khoảng cách từ A biết có nghĩa là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau biết. Thì ở đây em sẽ kết luận cái dòng cuối cùng đó là vậy. Vậy khoảng cách từ AB đến SC nó sẽ bằng A căn 3 trên căn 5. Và đó chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Bao giờ cũng sẽ có một cạnh ở bên và một cạnh ở đáy. Để tính khoảng cách, thầy sẽ dựng một cái mặt phẳng đi qua cạnh bên song song với cạnh đáy. Và ai dựng được mặt phẳng phụ thì người đó sẽ chinh phục được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Thầy cho mình sẽ đi vào bài số 2. Thầy muốn cho một cái bài lăng trụ để mình mô tả sâu hơn về cái bài toán này. Thầy cho mình đi vào bài số 2. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Ở đó thầy sẽ cho bài liên quan tới lăng trụ đứng. Cho lăng trụ đứng ABC, A', B', C'. Có đáy là tam giác vuông tại B. A' bằng AC bằng 2A nhỏ, BC bằng A nhỏ. Tính khoảng cách từ AB cho tới A'C. Thầy cho mình cùng xem bài toán sẽ kẻ đường phụ như thế nào. Em tự tin thì hãy dừng video của thầy lại, vẽ trước rồi xem mình có vẽ đúng hay không. Ở đây thầy có bài như sau. Lăng trụ đứng. Thầy sẽ vẽ ở trên trước này.
A này, B này, C này, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Ta giác vuông tại B. Tính khoảng cách từ AB tới A phẩy C. AB tới A phẩy C. Thế giờ đây thầy trò mình cùng xem cái bài toán này nó đi về đâu. Đầu tiên thầy quan sát A phẩy C nó giống như cạnh bên, AB nó giống như cạnh đáy. Cạnh bên cách đáy tại đâu? Cắt đáy tại đâu? Thì mình sẽ kéo dài ở đấy. Thế ở đây thầy sẽ kéo dài. Mặt phẳng này thì nó hở, ước gì nó kín. Thế muốn nó kín thì ở đây thầy lại kẻ một đường song song. A này. Kẻ một đường song song với BC. Thì đây là song song với BC này. Và song song rồi em kẻ kéo sổ xuống. Vậy thì ở đây thầy gọi điểm này là điểm D. Và thầy vẫn cứ tính được khoảng cách từ AB cho đến A phẩy C bằng cách kẻ theo một cái mặt phẳng phụ. Vậy thì tính khoảng cách từ AB cho đến A phẩy C, thầy kẻ được mặt phẳng phụ đó là A phẩy CD. Ở đây thì chúng ta hạ điểm A xuống. Vậy thì tính khoảng cách từ AB tới A phẩy C thì thực ra mình quy về bài toán tính khoảng cách từ A đến A phẩy CD. Thế thì em thưa thầy là khi mở rộng ra thì đáy của thầy nó là hình gì? Thì ở đây thầy thấy được rằng AB, em cùng xem này, đấy, B vuông này, A này, C này. Thế khi thầy kéo CD, sau đó lại AD như này. Thế thực tế ở đây đáy của thầy nó tạo thành một hình vuông. Cạnh này bằng 2A, cạnh này bằng A. Nếu vậy cạnh này bằng A căn 3. Thầy sẽ trình bày bài toán như sau. Khó nhất đó là bước kẻ thêm mặt phẳng phụ. Và thầy lại nói ngay tư tưởng. Đó là từ cái điểm mà cạnh bên cắt đáy, em mở rộng song song với đường còn lại, em sẽ thu được mặt phẳng phụ ưng ý. Thầy có lời giải như sau. Lời giải thứ nhất ở đây đó là chúng ta sẽ kẻ CD song song với AB và AD sẽ song song với BC. Từ đây mình suy ra ABCD là hình chữ nhật. Mà thầy lại có một điều rất là hay, đó là ở đây CD thì song song với AB, mà CD thì lại nằm trên A'CD. Vậy từ đây thầy suy ra CD AB song song với A phẩy CD. Thầy chọn điểm A thuộc vào AB. Thế thì khi đó khoảng cách giữa AB tới S ở đấy A phẩy C chính là bằng khoảng cách từ A cho đến A phẩy CD. Chính là bằng khoảng cách từ A cho đến A phẩy CD. Thì em xem cái form của thầy. Đó là tìm ra được mặt phẳng phụ, chọn lấy một điểm, rồi quy khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau về khoảng cách từ điểm cho tới mặt. Và khi làm đến đây rồi thầy lại quy về cái bài toán quen thuộc, đó là bài toán gốc. Cái bài toán gốc của thầy ở đây thì thầy lại thấy khoảng cách từ A tới A phẩy CD, nếu em không kẻ được đường phụ của bài này thì em xem lại khoảng cách phần 1, đó là khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng, phần 1. Ở đó, thầy dạy cách kẻ đường phụ rồi. Thế thì ở đây thầy thấy được rằng khoảng cách từ A cho tới A phẩy CD mà góc D của thầy vậy là một góc vuông. Vậy nó thuộc bài toán gốc 2. Ở đây cạnh này nó bằng 2A. Cạnh này bằng A. Thế thì đường cao của thầy. Và đây là đường AH. AH là khoảng cách. Thế bước đầu tiên chúng ta sẽ kẻ đường phụ, nó là kẻ AH vuông góc với A phẩy D. Bước tiếp theo là em phải chứng minh cho thầy, đó là AH vuông góc A phẩy CD. Thì bước chứng minh này thầy không chứng minh. Suy ra khoảng cách từ A tới A phẩy CD bằng AH. Thì bước chứng minh là em tự chứng minh này. Yeah.
Thì đến đây thầy sẽ đi tính AH. Thế là xét tam giác A phẩy AD vuông tại A. Thì thầy sẽ có 1 trên AH bình AD bình cộng 1 trên AS bình bằng AD ở đây thì thầy bằng A, AS ở đây của thầy bằng 2A. Bình phương lên thì ở đây của thầy sẽ là 4A bình bằng. Vậy thầy ra được đây là 5 trên 4A bình. Khi làm đến đây rồi thì thầy tương đương đó là AH sẽ bằng A 2A trên căn 5. AH là khoảng cách từ A tới A phẩy CD. Và khoảng cách từ A tới A phẩy CD thì lại khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Vậy thì đến đây thầy kết luận đó là vậy. Khoảng cách từ AB tới A phẩy C thì nó sẽ bằng 2A trên căn 5. Vậy thì bằng hai bài, đầu tiên thầy lồng bài toán gốc 1 vào trong khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Sau đó thầy lại lồng bài toán gốc 2 vào khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Và em hiểu một điều cho thầy. Thầy đã dành ra cả buổi để chứng minh cái dòng này. Thầy đã dành ra cả buổi để dạy cách kẻ đường phụ. Và thầy đã dành ra cả tháng để tính khoảng cách từ một điểm tới một mặt. Mà ngày hôm nay, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau quy về khoảng cách từ một điểm tới một mặt chỉ bằng một cách duy nhất, đó là hãy tìm cho tôi mặt phẳng phụ. Thầy cho mình sẽ gặp nhau ở bài 3 để tổng hợp lại kiến thức và chúng ta cùng đi chinh phục khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Và hãy nhớ, khi chép xong bài 3 em dừng video của thầy lại. Hãy thử làm trước thầy vì lý thuyết về khoảng cách hai đường chéo nhau. Như vậy là thầy dạy xong rồi. Thầy cho mình đi vào bài số 3 để xem câu chuyện tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Cuối cùng, bản chất nó là gì? Thực ra thì bài khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau nào ta cũng có thể quy về khoảng cách từ một điểm tới một mặt. Tuy nhiên sau này có những cái bài khó, mình phải gắn hệ trục vào thì mình mới làm được. Đấy. Thế ở đây chúng ta sẽ đi vào bài số 3. Cho hình chóp SABCD có SA bằng góc với đáy. Tứ giác là hình vuông có AB bằng SA bằng A nhỏ. Tính khoảng cách từ AC tới SD. Thế thì ở đây thầy muốn là em hiểu phương pháp và các bước đi của phương pháp. Vì thế số liệu thầy cho nó rất là đơn giản. Nếu như em biết cách kẻ đường phụ rồi thì sau này khi gặp những cái bài số liệu nó khó hơn, khác hơn thì thầy mong rằng em vẫn có thể tìm được. Ở đây thầy có lời giải như sau. Ở đây đáy của thầy là hình vuông. Thế đầu tiên thầy vẫn vẽ nét đầu tiên là nét dài nhất và là nét đứt. Nét đầu tiên này. Thầy kéo sổ xuống này. SA vuông góc với đáy. SA vuông góc với đáy. Và đây mình kéo xuống đây. Bỏ cái đường này đi. SC C B A D AC với SD. Tính khoảng cách giữa AC với SD. Vậy thì từ điểm D này chúng ta phải kẻ một cái đường song song. Và đây thầy kẻ thật là nhanh. E này. AC tới SD. Vậy qua đây chúng ta phải kẻ được một cái mặt phẳng phụ. Và đây thầy chọn điểm A. Vậy đây là key này. Thế nếu mà thầy dựng được mặt phẳng phụ đi qua SD và song song với AC thì coi như câu chuyện của thầy là kết thúc. Vậy thì ở đây thầy sẽ kẻ thật nhanh. Thầy kẻ thật nhanh ở đây. Vậy thì từ điểm D thầy sẽ kẻ một đường song song với AC.
Thế thì thầy kẻ một đường song song với AC. Song song với AC. Hình thầy vẽ nó hơi thoả. Thầy kẻ một đường song song với AC. Vậy thì từ điểm A thầy sẽ kẻ một đường, thầy kéo dài ra để mặt phẳng của thầy nó khép kín. Cúi xuống. Thầy gọi điểm này điểm E đi. DE song song với AC. Thầy đang rất là muốn biết được rằng khi mà cái đáy phẳng hóa ra thì mình ra hình nó như thế nào. Thì mình kẻ đường phụ cho nó hợp lý. Thì ở đây đáy của thầy nó là hình vuông. AC này. AC D. Vậy từ D thầy kẻ song song với AC. Vậy từ đây thầy nối ra. Vậy điểm E sinh ra như vậy. Song song. Song song. Nếu thế thì đường này cũng song song. Thế cạnh này bằng cạnh này. Hàm răng này vuông cân. Khoảng này 45 độ. Ồ. Thế thì ở đây chúng ta sẽ kẻ được đường phụ. Vậy đầu tiên mình sẽ kẻ DE song song với AC. Và AE sẽ song song với DC. Đấy. Khi mình kẻ như thế này thì mình sẽ suy ra cái tam giác đó là EAD vuông cân. Đấy, à. Thế thì đầu tiên mình thấy được rằng là DE song song với AC, mà DE thì lại nằm trên SDE. Vậy thì từ đây mình suy ra đó là AC song song với SDE. Mà ta lại có, ta sẽ lấy điểm A nằm trên AC. Và khi đó khoảng cách từ AC cho tới SD sẽ bằng khoảng cách từ A cho tới SDE. Đây là mặt phẳng phụ. Và mặt phẳng phụ là cái mặt phẳng đi qua một đường. Ồ, mặt phẳng phụ là mặt phẳng đi qua một đường. Đó là đi qua SD và song song với một đường. Từ đây thầy quy khoảng cách từ AC tới SD sẽ bằng khoảng cách từ A cho tới SDE. Vậy thì khoảng cách từ A tới SDE tính như thế nào? Chúng ta lại quy về bài toán khoảng cách từ điểm cho tới mặt. Thật vậy, ở đây thì thầy thấy được rằng khoảng cách từ A cho đến SDE thì ở đây thầy sẽ bằng A tới SDE. Tam giác EAD là tam giác vuông cân. Vậy góc này không vuông, góc này không vuông. Chúng ta sẽ kẻ theo mẫu 1, đó là kẻ AI vuông góc với DE. I sẽ là trung điểm. AH vuông góc với SI. Đây là H của thầy này. Đằng này thầy cho lại bằng A. AI ở đây sẽ là A trên căn 2. Cạnh này ngắn hơn, điểm H mình vẽ thấp xuống một chút. Vậy chúng ta sẽ kẻ theo bài toán gốc 1, đó là kẻ AI vuông góc với DE và AH vuông góc với SI. Từ đây thầy thấy được rằng chứng minh AH vuông góc với SDE. Và khi chứng minh xong, em sẽ được quyền suy ra khoảng cách từ A đến SDE chính là bằng AH. Khoảng cách từ A cho đến SDE chính là bằng AH. Và bây giờ thầy tính AH nữa là xong. Tính AH sẽ tam giác SII vuông tại A. Nếu vuông tại A thì 1 trên AH bình bằng 1 trên AI bình cộng 1 trên AS bình. AI của thầy thì nó bằng A trên căn 2. Thì cái này các em tự tính.
Cạnh này bằng A, cạnh này bằng A. Thế ra AI. AI bằng 1 trên căn 2 thì ở đây nó bằng 2 trên A bình. Cộng AS đầu bài thầy cho bằng A. Vậy đây là 1 trên A bình. Vậy bằng 3 trên A bình. Nghịch đảo lấy căn thì AH của thầy bằng A trên căn 3. Thế tương đương ở đây nó là AH sẽ bằng A trên căn 3. Mà khi mà thầy tìm ra được AH rồi thì cái câu chuyện của thầy coi như là kết thúc. Vì AH biết rồi thì thay vào đây ra được khoảng cách từ A. Mà khoảng cách từ A thì biết rồi thì thay lên trên đây chúng ta ra khoảng cách giữa AC với cả SD. Vậy thì thầy kết luận đó là vậy. Khoảng cách từ AC tới SD chính là bằng A trên căn 3. Thì đấy là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Thế thì trước khi đi vào một cái phần mới, phần sau thầy cho mình sẽ đi học góc, thì thầy vẫn muốn đưa bài 4. Ở bài 4 thì em hãy thử tự làm, sau đó thì so sánh kết quả với thầy. Thầy cùng cho em một bài để xem phản xạ liên quan đến khoảng cách của mình nó đi đến đâu. Thầy cho mình đi vào bài tiếp theo. Thầy cho mình đi vào bài số 4. Ở đây bài số 4 thầy tổng hợp lại tất cả những gì thầy dạy em trong chương khoảng cách này. Thật vậy. Cho hình hộp chữ nhật có AB bằng 2 lần BC bằng AA phẩy bằng 2A. Thế ở đây thì thầy sẽ không giải. Em mới chép đầu bài. Sau đó em dừng video của thầy lại. Em hãy tự làm xem bài trên bảng của thầy lời giải nó đi về đâu. Thầy vẫn cứ rất là thích toàn là nói lại cái tư duy chung của cái chương khoảng cách này. Thế ở cái phần khoảng cách thực ra là thầy dạy được cái điều như thế này. Đầu tiên thầy tính được khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng, trong đó A là chân đường cao. Ở đây phân thành hai nhánh, đó là bài toán gốc 1 và bài toán gốc 2. Nếu như em đã làm IA rồi thì em sẽ thấy IA này của thầy nó thuộc vào bài toán gốc 2. Kẻ được một đường phụ. Ngoài ra thì ở đây khi người ta tính khoảng cách từ M tới mặt phẳng P, và M ở đây không phải chân đường cao. Thế nếu không phải chân đường cao, chúng ta sẽ đổi điểm theo bài toán song song hoặc bài toán cắt nhau. Và dĩ nhiên bài toán song song thì cũng quy về bài toán gốc, và bài toán cắt nhau cũng quy về bài toán gốc. Thì đó là cái tư duy chung trong quá trình thầy dạy. Thế ngoài ra chúng ta sẽ học khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB tới SC chẳng hạn. Thì khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau thì mình phân ra hai nhánh, đó là có mặt phẳng phụ và không có mặt phẳng phụ. Tuy nhiên thì tất cả những cái bài này thì đều quy về cái con đường này hết. Thế thì ở cái chương khoảng cách của thầy, nếu như ngay bài đầu tiên em không hiểu thì tốt nhất em hãy xem lại. Và sau khi xem lại mà em hiểu rồi thì em bấm và em xem những cái bài tiếp theo. Vậy thì bằng 5 bài khoảng cách, thầy đã truyền đạt được tất cả cái tư tưởng chung đối với khoảng cách từ một điểm tới một mặt, cũng như khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Ở bài trên bảng thì thầy thấy được một điều rất là hay, đó là IB sẽ quy về IA, IC sẽ quy về IA và ID cũng sẽ quy về IA. Và nếu em làm được như vậy thì coi như chương khoảng cách của thầy cho mình đã thành công. Từ bài sau chúng ta sẽ đi vào một chuyên đề mới, đó là chuyên đề xác định và tính góc giữa đường với đường, hay góc giữa đường với mặt, hay góc giữa hai mặt phẳng. Đó chính là cái bước đệm trước khi chúng ta đi vào tính thể tích của một hình chóp, hình lăng trụ hay những cái hình khối khác nữa. Chúc các em học thật là tốt và đường phụ kẻ thật là tốt để chúng ta có thể học góc thật là tuyệt vời nhất. Nếu như phần khoảng cách em chưa thực sự chắc thì em hãy xem lại cho thật cẩn thận trước khi click vào xem chuyên đề góc ở đây. Chúc các em học tập thật là tốt. Chào tất cả các em.